xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý khách hàng đã tới với kênh của Cách Nhiệt Thịnh Phát. Và hôm nay trong cái video này, Thịnh Phát sẽ hướng dẫn mọi người cách tính khối lượng cũng như là cái cách để khách hàng có thể tiết kiệm nhất về cái việc là số tấm để dựng lên một căn phòng như thế nào. Thì thông thường thì khách hàng chỉ cần cho Thịnh Phát số liệu của căn phòng đấy, chiều dài, chiều rộng và chiều cao, thì đội ngũ nhân viên của Thịnh Phát sẽ hỗ trợ khách hàng cách tính. Nhưng trong ngày hôm nay thì đội ngũ nhân viên của Thịnh Phát sẽ hướng dẫn khách hàng cách tính và làm sao cho tiết kiệm nhất về chi phí của khách hàng. Thì ví dụ với một căn phòng với kích thước là 4x7 và chiều cao là 3, thì xem bên bộ phận chăm sóc khách hàng của Thịnh Phát sẽ tư vấn và hướng dẫn mọi người tính như thế nào cho tiết kiệm nhất nhé. Và đây là chị Dung của một trong những nhân viên ưu tú nhất của Thịnh Phát trong cái việc là chăm sóc khách hàng. Thì hôm nay chị Dung sẽ hướng dẫn mọi người cách tính. Xin chào mọi người, em là Dung, nhân viên kinh doanh của công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cách tính một căn phòng đơn giản nhất, đó là kích thước 4x7 và chiều cao là 3m. Thì ở đây em sẽ tính một căn phòng riêng biệt, bao gồm 4 vách một tròn và phụ kiện đi kèm để thi công. Rồi, như mọi người thấy thì đây là mặt bằng, diện tích đất là 4x7. Đây là mặt cách nhìn từ trên xuống nha anh chị. Rồi thì cái này em sẽ tính, em sẽ lấy là 2 vách nè. Khi tính á, khổ rộng của tấm panel của bên mình là 0.95. Chiều dài thì em cắt theo yêu cầu, cho nên khi tính mình sẽ chia ra số tấm theo kích thước của mình. Thì thường em sẽ lấy là chiều này 7m nè, 7 với 4 là 11. 11 chia 0.95 thì mình sẽ được là 15 tấm rưỡi, thì mình sẽ lấy là 12 tấm nha anh chị. Đó là em đang tính hai cạnh này. Còn hai cạnh này thì cũng tương tự, mình nhân 2 lên là bằng 24 tấm. Rồi, vách là 24 tấm nè. Mình sẽ tính cho trần. Trần thì cũng là diện tích của trần là 7x4. Thì em sẽ lấy 7 nè chia 0.95 là bằng 7,38, thì mình sẽ lấy là 8 tấm. Vách thì chiều cao của vách là 3m, cho nên 24 tấm của nó là 3m. Còn trần thì mình lấy 8 tấm 4m. Mình sẽ lắp trần theo cái chiều này nha anh chị. Rồi, 8 tấm 4m. Rồi, đây là em đã ra được số lượng tấm của vách nè, vách và trần. Còn phòng phụ kiện UV thì mình sẽ tính là U, sẽ bằng là U sẽ đi dưới chân của tất cả các vách, thì mình cộng tất cả các cạnh này lại là 22 mét U. V44 mình sẽ đi góc trong, đó là 4 góc trong này nha anh chị, 4 góc trong mà mỗi góc thì sẽ cao 3m, bằng 4x3, cộng với cái phần tiếp xúc giữa vách với trần, 4 vách tiếp xúc với trần thì nó cũng là bằng cái chu vi của 4 cạnh này, nó sẽ bằng 22m. V48 cũng tương tự, V48 mình sẽ làm 4 góc ngoài, với lại là phần tiếp xúc của vách với trần mình sẽ ốp ở bên ngoài, là nó cũng bằng V44 luôn, là 4x3 cộng với 22m. Sau khi mà mình đã tính xong được chiều dài của U và V thì mình sẽ lấy chiều dài chia cho 6, bởi vì phụ kiện bên em bán là 6m trên 1 cây, thì U của mình là 4 cây nè, V44 cộng là 36m là 6 cây, V48 cũng tương tự là 6 cây. Tổng đơn hàng của mình thì như nãy giờ em tính á, là 24,83m, 8,84m, U 4 cây, V44 và 6 cây, V48 6 cây. Thì cái này là em đã tính cho mình là panel với lại là phụ kiện UV để mình thi công vách. Còn căn phòng của mình thì chắc chắn mình phải mở một ô cửa, thì mình sẽ mở một cánh cửa đi. Thì cửa đi bên em có hai phương án cho mình lựa chọn. Một là mình em sẽ cấp cho mình một bộ cửa hoàn chỉnh, hoặc là trường hợp thứ hai thì em sẽ cấp cho mình phụ kiện thi công cửa. Sau khi cây vách mà mình dựng lên á, thì anh chị sẽ tự cắt cho, ví dụ một cây vách như này, tất cả các tấm sau khi đã được lắp xong thì anh chị sẽ tự cắt cho mình một cái ô cửa ra, thì anh chị tận dụng cái tấm này và mình kết hợp với phụ kiện cửa đây để mình tạo nên một cánh cửa hoàn chỉnh. Thì anh chị tự thi công, em cắt phụ kiện và mình tự thi công thì chi phí nó sẽ rẻ hơn là bên em thi công một bộ cửa hoàn chỉnh.
quý khách hàng thấy cái cách mà bên Thịnh Phát tư vấn cho khách hàng nó có chi tiết không ạ? Thay vì mọi người không cần tự tính, mọi người chỉ cần cho Thịnh Phát số liệu cũng như là kích thước của căn phòng mọi người muốn dựng lên bằng panel, đội ngũ nhân viên của Thịnh Phát sẽ tư vấn cho khách hàng từ A tới Z, cũng như là từ cái việc là tính khối lượng và giá cả, tất cả mọi thứ Thịnh Phát sẽ báo hết và hỗ trợ khách hàng một cách chi tiết nhất. Mà mọi người đừng ngại ngần mà hãy để lại số điện thoại cũng như là theo dõi Thịnh Phát, cũng như nhắn tin cho Thịnh Phát nếu mà khách hàng có nhu cầu nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.